Giới thiệu với các bạn, đây là ông Toàn Khỉ. Ông leo cây măng cụt rừng nè. Ở trong rừng leo cây măng cụt rừng. Lần đầu tiên mình được coi cây măng cụt rừng tận mắt luôn. Để lại gần nha, đứng đây xa quá. Rồi ăn cho các bạn xem nha. Đây mình đi gần tới rồi nè. Ông Năm với ông Toàn, hai người đang thưởng thức măng cụt rừng. Lần đầu tiên trong đời mình mới được nhìn thấy cái cây này. Và để anh Toàn Khỉ ảnh sẽ cho mình một cái trái để mình ăn thử. Đây, để quay ông Toàn Khỉ nha. Đây, rồi hãy đây. Đây quý vị, các bạn ơi, thấy chưa? Ủa này là chín luôn rồi đó hả? Chín rồi, chín rồi. Một tảng đá kìa, xuống ở góc à, góc một tảng đá hả? Độc quá ha. Ồ, độc thiệt chứ. Quá trời trái luôn mà nó chưa có. Trái nhiều lắm nè các bạn. Đỏ trái nó đỏ rồi. Đó, trái nè. Ăn thử coi. Rồi rồi, để ăn thử nha, ăn thử cho mấy bạn. Đây, mình sẽ ăn trái. Bóp 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 vậy hả? Ôi, bẻ ra, bẻ ra như ăn như măng cụt mình đó. Đây à, đây, trái măng cụt rừng đây. Ủa vỏ mỏng dữ vậy? Trời ơi, thơm phức á trời. Thơm nó bẻ ra như măng cụt mình nè. Thơm dữ dằn luôn á. Nuốt hộp luôn, nó ngon. Không nội. Vừa phải thôi. Rồi sao? Ừ. Như ăn con cục mình vậy thôi. Cục thôi ông nội, vừa phải thôi. Giỏ này có làm thuốc gì không? Nó nó ngọt mà nó chua chua, nó thơm mà nó thanh nữa. Chua thanh, chứ không phải là chua mà kiểu như trái chanh. Đi ăn đồ rừng nữa. Ăn đồ rừng thôi, đã. Thiên nhiên à, các bạn thấy là trái cây trồng trong rừng á, nó không có bị sâu. Lý do á là có mấy con kiến vàng á, nó bảo vệ. Cho nên thực ra trồng cây cũng không cần thuốc trừ sâu đâu. Phân trong rừng ta cũng không cần phân bón nữa, cây vẫn tốt. Đó là tự nhiên á, thiên nhiên. Tự nó cân bằng, tự nó biết cách để mà tạo cái thức ăn cho con người. Con người không cần làm quá nhiều thứ. Con người chỉ cần sống thuận theo tự nhiên thôi. Ồ quá trời. Ngon quá. Mà nhìn nhìn nó giống chất thị á anh Toàn. Hả? Trời luôn ông Năm ơi, cũng mẹ. Cầm để chụp cho. Anh Toàn ông đang hái ông thảy xuống. Thấy chưa? Không, thử vô. Quá đã. Đem về cho bà chị ăn, Ly ăn. Coi cái tướng leo cây có đã không. Ý, sao cái trái này nó màu vàng đẹp dữ vậy ta. Hãy đem trái nữa ăn coi anh Toàn. Đây nè, bóc đi. Ồ, đừng có bóc, ăn đi. Thích chụp đâu quên. Cái nó ngon. Nè, rồi chụp phải không? Chụp đi qua đó chụp. Nè, ông thấy cái tôi chụp cái kìa. Chụp biểu diễn thôi. Trái thôi, chụp biểu diễn nè. Biểu diễn chụp nó chắc lọt luôn á. Không sao đâu, thấy đi. Nè. Quá đã bạn ơi. Nó chín không? Sao trái này nó có khác trái kia vậy? Chín lại chín màu vàng. Ông Năm à. Đâu ông Năm vô bọc lên coi. Ờ ăn hồi nó the cái miệng luôn trời. Ngon lắm mọi người. Ha. Đồ thiên nhiên có khác à. Ờ nó thơm. Đã quá. Bóp kìa. Nhóc cái chân ngọn luôn. Ngon. Mà tôi đi kiểu này chứ ông Di mai mốt đi lên đường này cũng không biết lên đường này. Không biết đường đâu lên quá. Cái muối nè. Ăn cục rừng lạ ha. Mấy bạn muốn ăn trái này phải đi ra Hòn Sơn, lên quán Toàn Ly gặp ông Toàn Khỉ. Toàn Khỉ hướng dẫn đi, ông dẫn ở đây leo cây mới được chứ không, không biết đường đâu đi. Ngon quá. À, chú nằm xuống dưới đó đây. Xuống dưới đó đó. Đầu cây có cái cây vậy? Toàn Khỉ đã tìm được một cái cây. Bẻ nè. À. Ê, rụng. Sau lưng ông Năm kìa, sau lưng á.
đang bẻ. Bớt gớt. Năm lụm nè. Thôi nhai cái hộp mới nó mới có vị đắng. Nhai cái hộp có vị đắng. Ôm năm. Thôi ngay tay luôn. Tới tay luôn. Nhấp dưới này chân nè quê. À nó rụng sẵn á hả? Đó. Ôi tao rụng sẵn đây nè quê. Này là. Ờ ờ vậy đi. Ôi, quá trời rồi. Thấy chưa phải không? Tại cái nó màu vàng mà dễ thấy. Ai một lát mình đi qua cây sơn trà cây chín dữ không? Ừ, trước bãi sơn trà ha. Này các bạn, mình đang ở trong rừng Hòn Sơn nè các bạn. Đảo Hòn Sơn, loại rừng. Mình đi tìm trái cây rừng để mình ăn. Đường đi rất là khó đi nè các bạn nhìn nha. Đó. Đây là mình đi mình trải nghiệm thôi. Chỉ có dân địa phương sống với dân địa phương ở đây mình mới đi được. Chứ các bạn đi du lịch thì các bạn không có cơ hội để đi vô rừng giống gì đâu. Đó. Quá nhiều cây luôn. Đây có đường đi đẹp quá ha. Đây bằng dưới vậy ta. Rễ quá an toàn. Tướng Vinh hả? À Tướng Vinh phải không, giới thiệu miếng đất này nè phải không? 70 triệu phải không? Biểu diễn lột mít cái mít cho mình coi nha. Ăn gì đó hả? Ồ ăn cái chan khỉ trời. Chua chua. Đó. Mít này chua ngọt không? Ừ. Này, quay trên ơi, quay trên cây luôn nè. Đâu kiếm giá nè, ghê trên đầu có trái chín kìa. Trên đầu nè. Chín ngàn khè luôn đó. Ờ. Bạn hãy xuống thử coi. Mít này. Được chưa? Nhìn nó giống à. Lột ra, lột ra. Đâu cái muối đó coi sao. Ủa nó vàng vậy đó hả? Trên chua quá. Chua hả? Hay chua. À. Đó, thấy không? Lột ra từ muối một. Ồ. Nhìn nó tung nguyên 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 luôn. À. Trời ơi. Ngon vậy trời. Hạt không? Ăn thử không gì? Ăn thử đi, ăn thử. Con cầm nè. Đó, mình sẽ ăn thử. Trời ơi, muối cái muối mít nó vàng mà nó đẹp, cái màu đẹp. Đây, các bạn xem kỹ năng lột dừa của toàn khỉ. Ghê không? À. Đập mạnh quá nó hư ở trong mình sao ta? Lực dưới trời. Đây mình sẽ lấy nước dừa mọng mình uống. Lên men dừa tự nhiên. Và ăn mọng dừa rất là ngon. Đây cái cà. Đây, trái dừa mọng các bạn thấy trái dừa mọng không? Đó nó có cái mọng dừa nó nhô lên trên đó. À, màu trắng trắng đó không? Rồi, giờ anh đập ra nè. Cho nước luôn nha anh Toàn, đừng mở nước nha. Không nước rồi. Ờ, cái nước vừa mọng nó lên men tự nhiên uống ngon lắm. Ở đây thì người ta bỏ. Đó. Đây. Trời, còn chút xíu à. Vừa mọng, nó còn cái mọng dừa nè, các bạn xem mọng dừa nè. Đó, mọng dừa ngon. Ok. Quá đã. Rồi, đây cái mọng dừa đây các bạn. Đặc biệt chưa? Ăn thử cho bạn xem nha. Uống nước dừa mọng, mọng dừa lên men, màu nó đục đục. Uống rất là ngon. Nó ngọt kinh khủng luôn, ngon. Không có được nhiều nước nhưng mà rất là ngon. Đôi khi là nó có cái men rượu á. Ồ nó ngọt kinh khủng. Cái gì nè? À, dừa này dừa bình thường quá. Đây là cái mọng dừa. Dừa mình ăn mình sẽ bỏ cái đập cái đầu trên nè. Năng phần trăm. Không.
ngon quá. Nước dừa trời, dừa này nó không ngọt bằng dừa mộng, chua ăn mộng dừa tiếp à.